Hay, mang tiếng là huấn luyện viên tập luyện 5-6 năm rồi mà có mỗi cái hõm mông cũng không tập hết được. Thế là không biết cách tập rồi, hoặc là tập luyện sai cách. Ok, vậy thì chị em hãy xem hết video với Zenda để biết lý do tại sao nhé. Thực ra ấy, chỗ hõm mông của chúng ta không hề có một nhóm cơ nào nằm ở đó cả. Cho nên có tập luyện 5 năm, 10 năm hay 15 năm đi chăng nữa thì phần hõm mông của chúng ta cũng không thể nào dày lên được. Trừ khi là chúng ta béo lên và may mắn mỡ nó lấp đúng vào chỗ hóc mông thì trông nó sẽ đầy lên, hoặc bằng cách là chúng ta sẽ can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm chích gì đó thì Zenda không biết nha. Zenda cũng giống chị em thôi, khi mà nhìn thấy những chị Tây á, trời ơi mông của họ đẹp lắm, to, tròn và không hề có hóc mông thì làm cho cái lòng tham của mình lại trỗi dậy, cứ đi tìm những cái bài đặc trị hóc mông rồi lao đầu vào điên cuồng tập luyện. Nhưng cuối cùng rồi thì hóc mông ai cũng có, người có ít người có nhiều thôi, cứ bằng lòng với những gì mình đang có và cố gắng tập luyện cải thiện nhé. Đây, mặc dù là có hóc mông nhưng mà mông lại rất là cao và rất là tròn, cho nên là chị em cứ tự tin lên nhá.